Khoa học về quản trị tổ chức và nhân sự thực ra nó cũng là một môn khoa học. Nó cũng có những nguyên tắc, nó cũng có những cái lý luận. Cho nên là nó thể hiện nó chính là một cái khoa học về quản lý. Còn công nghệ thì có được thể hiện qua các cái quy trình, nó thể hiện qua các cái biểu mẫu, nó thể hiện qua các cái cách để phân tích số liệu. Đó, thế thì nó sẽ liên quan được gọi là công nghệ ở theo tùy theo từng cái nội dung mà có thể có. À, trong bài học thì cũng có một số phần thì có thể phải liên quan đến tính toán. Ví dụ như là các bạn học viên phải hoạch định nguồn nhân lực, tính ra là với một kế hoạch kinh doanh như thế này thì cần bao nhiêu người. Hoặc người ta cũng phải đánh giá năng lực nhân viên, người ta phải đánh giá KPI, tức là liên quan đến việc tính toán. Người ta phải tính tỉ trọng, xong bắt đầu đánh giá ra các cái mức độ hoàn thành. Thì cái đấy nó cũng thể hiện cái sự tính toán. Thế cho nên là đó cũng là cái biểu hiện rất là rõ của trong cái STEM, trong cái chương trình này. Đặc biệt là bây giờ gọi là quản trị nguồn nhân lực 4.0, tức là khi mà công nghệ và dữ liệu này rất là phát triển và ứng dụng vào trong nhân sự rất là nhiều. Thế thì cái biểu hiện của STEM trong cái môn học này thể hiện ra tương đối là rõ nét. Và thường trong các lớp học thì ngoài các phần dạy lý thuyết thì mình cũng hay chia sẻ các cái ví dụ về quản trị nhân sự 4.0 trên thế giới, người ta có thể làm được điều gì, ở Việt Nam thì đang làm được cái đâu, và có thể với doanh nghiệp của từng bạn hay từng ngành nghề và quy mô ấy, thì có thể dùng được ở mức độ nào. Và các bạn cũng cảm thấy là ồ, học ở FPT thì cũng học được cách ứng dụng công nghệ trong quản trị. Thì cái đấy cũng là một điểm rất là thú vị của chương trình nói chung.